Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy. Con xin kính chúc thầy cùng tăng ni chùa Khai Nguyên có nhiều sức khỏe, cát bảo bình an để hoằng dương giáo pháp, cứu độ quần sinh. Con kính bạch thầy, Phật tử con thuộc đạo tràng Thiện Tâm, Đông Anh, Hà Nội. Mấy năm gần đây con bị bệnh nặng, không về tu học tại chùa được. Con nhờ bạn đồng tu giúp con làm sớ và các nghi thức của nhà chùa là phát tâm ấn tống kinh, phóng sinh, cúng dường tượng Phật. Nhưng sự đóng góp của con rất nhỏ. Ở nhà con thờ Phật và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và xin nước cúng để rảy nhà và đất cũng như là để uống. Vì chướng duyên và con tu khiếm khuyết nên chưa đủ lực hóa giải nghiệp chướng. Con mỗi ngày bệnh nặng không đi lại được, tụng kinh, niệm Phật gián đoạn. Con xin sám hối, con xin Thầy bố thí chỉ dạy và hướng dẫn cho khắc phục về vấn đề tâm linh của nhà ở và mộ phần để được lợi lạc. Một, hướng nhà ở con hướng Tây. Con trai con tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, vợ Quý Hợi 1983, con Mậu Tý 1948, ban thờ Phật quay hướng Tây, ban thờ Tổ tiên quay hướng Nam. Năm 2008, gia đình con sửa lại nhà và xây thêm một phòng phía sau, hết đất, cao 2,5 tầng. Con trai con 45 tuổi động thổ, người ta bảo đất phía sau có vong của hai mẹ con chết đói ở đấy. Bên cạnh nhà có cây cổ thụ to, cành vắt ngang qua sàn tầng 2. Con mời thầy cúng xin cắt cành. Từ ngày đó con ốm nặng, con trai con đau dạ dày và mình mẩy. Sức khỏe yếu. Đây là về phần một Phật tử ở Đông Anh, Hà Nội. Phần đầu tiên là hỏi về nhà cửa đất cát. Nói rằng con trai thì tuổi Giáp Dần, sinh năm 74. Thì đây chắc là lấy theo hướng con trai. Sinh năm 74, 1974 thì 100 trừ 74 còn 26, 29, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 6, 8, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, mệnh thổ, thổ thuộc Tây Tứ Trạch. Ban thờ Phật hướng Tây, ban thờ gia tiên hướng Nam. Thế thì đang thờ sai hướng. Ở trường hợp này thì nếu theo tính theo phong thủy ấy, lấy tuổi con trai, nếu trường hợp gia đình này lấy tuổi con trai mà cũng nên để cho con trai đứng trên cái thờ phụng, ăn tự, thờ tự ở trong chi họ nhà mình, trong cái chi nhà mình. Thì cái trường hợp này, gia đình này thì ban thờ Phật ấy thì hướng nào cũng được. Thờ Phật có thể đổi lại, ban thờ Phật là quay hướng Nam. Phật thì Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng được cả. Vì sao? Vì Đức Phật Ngài đã là bậc hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, tự do tự tại, ra khỏi ba cõi rồi. Không còn vướng bận bất cứ một cái gì ở thế gian nữa. Cho nên Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đều đường cả. Còn thờ thần linh và gia tiên thì theo cái quan niệm dân gian của chúng ta, đặc biệt là vấn đề phong thủy, thì thường người ta chia thành gì? Thành cái hướng thờ hợp với cái hướng cát của chủ nhà, của chủ nhà. Thế nên trường hợp này thì theo thầy tư vấn thì nên lấy con trai sinh năm Giáp Dần 1974 này để làm là chủ nhà để cho thờ phụng. Thì
Trong phong thủy người ta chia đơn giản đó là đông tứ trạch và tây tứ trạch, tức là mệnh đó, cái quẻ mệnh đó. Thì đông tứ trạch thì gồm có hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Tây tứ trạch thì có hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó, như là bốn hướng đó là gì? Là sinh khí, diên niên, phục vị. À, còn các hướng khác là họa hại, lục sát, hoang ốc, cô thần, vân vân đó. À, nên ở đây thì mình nên, theo phong thủy học người ta gọi là nên tọa hung hướng cát, tức là lưng quay về cái hướng hung, tức là hướng xấu của mệnh mình. Còn phía mặt đó, nên hướng về cái hướng cát, tức là hướng tốt, tức là sinh khí, diên niên, phục vị của mình, vân vân. Thì đó là gì? Đó là tốt. Cái trường hợp này thì thầy khuyên là nên để hướng ban thờ thần linh gia tiên quay về hướng tây, tức là hướng Phật đang thờ bây giờ đó. Còn hướng ban thờ Phật lại để theo hướng nam, tức là hướng thần linh gia tiên bây giờ. À, đấy là tốt hơn cho vấn đề tâm linh ở trong gia trạch chúng ta. Ngoài ra thì cái bếp đun cũng vậy. Gia đình Phật tử này nên kiểm tra lại bếp đun. Cái cửa bếp, tức là cửa bếp ga thì cũng phải quay theo hướng thờ, hướng chính tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc. Được một trong bốn hướng đó là tốt. Vì bếp á, nó lại làm chủ về gì? Về sức khỏe và con cái. À, chúng ta đừng có quay thường. Vì ngày xưa thầy đi học cũng như là thầy giả cụ tổ hương thì cũng học được khá nhiều những cái vấn đề này. Và tuy là mình là người tu Phật, nhưng mà phải nói thật với các quý vị, mình vẫn còn tham sân si, vẫn còn chịu cái sự chi phối của gì? Của nhân quả, của luân hồi, của nghiệp chướng. Mình đã phải là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán đâu. Đã từ A-la-hán trở lên thì không còn chịu chi phối bất cứ cái gì nữa. Ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào là tháng tốt, giờ nào là giờ tốt, hướng nào cũng là hướng tốt, vân vân. Vì các ngài đã hết sạch phiền não, hết sạch khổ đau. Còn chúng ta thì phiền não còn chồng chất, khổ đau thì đầy rẫy, đủ các thứ hết. Trong tâm thì tham sân si, phiền não, khổ đau. Ngoài thân thì ốm đau, bệnh tật, già nua, co quắp, vân vân, đủ thứ hết cả. Cho nên quan niệm của các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta bây giờ chưa phải là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật đó, thì cứ theo cái quan niệm mà các cụ chúng ta đã đúc kết hàng mấy nghìn năm nay, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta giữ được cái gì nó phù hợp, thuận theo tự nhiên thì là tốt nhất. Phong thủy nó chính là gì? Là một môn khoa học, chứ không phải là mê tín dị đoan đâu. Một số người nói phong thủy là mê tín dị đoan, không phải. Phong thủy nó chính là gì? Khoa học. Rất khoa học. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta mà có một chút niềm tin và chúng ta giữ gìn làm cho nó đúng, nó chuẩn mực về phong thủy cũng đem lại lợi ích rất là nhiều. Khi chúng ta còn ở trong cái cõi đời thế tục uế trược tham sân si này, chịu cái nghiệp lực chi phối này. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Cái hướng nhà được là cái tốt nhất. Tức là cái hướng đất nhà lại được là tốt nhất. Nhưng bây giờ chúng ta thì ở nhà mặt phố, ở nhà chia lô, làm sao mà được chọn được cái hướng? Ngày xưa các cụ đất rộng mênh mông, một gia đình có thể mấy xào đất, thậm chí là hàng ha đất, mấy vài ha đất, có cái cả một góc quả đồi, cả nửa quả đồi, thậm chí cả quả đồi. Các cụ muốn quay thế nào các cụ chẳng quay được, đúng không? Đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, các cụ muốn quay kiểu gì thì các cụ quay. À, thì người ta chọn được hướng. Nhưng bây giờ nhà chúng ta ở mặt phố thì chia lô hết rồi, thành phân lô hết rồi, không thể nào mà quay lưng ra đường mà chỗ cửa đằng sau được, vì đằng sau cũng có nhà đối diện, có nhà quay lưng vào nhà mình rồi. Đó, cho nên về cái vấn đề mà chọn hướng thì rất khó đối với chúng ta. Cho nên chọn hướng nhà khó, thì người ta sẽ chọn cách là để thiết kế, chọn cái hướng ban thờ thuận theo mệnh của chủ nhà. Ví dụ chủ nhà là
Đông Tứ Trạch thì họ sẽ chọn hướng Đông, Đông Nam, Tây Nam và Chính Bắc. À, Đông, Đông Nam, Chính Nam, xin lỗi, Đông này, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc. Còn chủ nhà mà mệnh Tây Tứ Trạch thì họ sẽ chọn Chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. À, cứ được bốn hướng đó là được. À, rất đơn giản. À, trước tiên là chọn hướng ban thờ. Thứ hai là đến hướng bếp. Ban thờ này các cụ ngày xưa nói nó chủ về gì? Sự thịnh vượng và hưng suy của một chi họ, một dòng họ, thậm chí là một dòng họ, một chi họ, ít ra là trong gia đình nhà mình. À, thấp là gia đình nhà mình, vừa vừa là chi họ, còn lớn là gì? Cả dòng họ, vân vân. Đó. Đấy là hướng ban thờ. Cái thứ hai rất quan trọng đó là gì? Hướng bếp. À, sau ban thờ là bên bếp. À, bếp quan trọng lắm. Vì sao các phong thủy họ lại quan trọng cái bếp? Bảo các vị trên kia đừng có gõ cái đấy. Bếp ấy, nó là chủ về gì? Về sức khỏe và con cái. À, chúng ta thấy vì sao bếp lại là chủ về sức khỏe và con cái? Chúng ta thấy nếu không có ở người Á Đông chúng ta, nhà nào mà chẳng có cái bếp để nấu ăn, đúng không? Vậy chúng ta không vào bếp thì có ăn không? Mà không có ăn thì có khỏe không? Đói có khỏe không? Đói có ai khỏe đâu, đúng không? Đói là gì? Vài hôm đói là ngoặt nghèo, là thậm chí sinh bệnh mà chết. Cho nên bảo bếp nó chủ về sức khỏe là như thế. Bếp quan trọng lắm. Cần phải sạch sẽ nhưng cũng cần phải phù hợp với cái hướng của chủ nhà. Đấy là quan niệm của phong thủy. Mà chúng tôi cũng giúp cho nhiều người thấy là cũng có khoa học đấy, không phải không. Rất có khoa học, không phải không. Cách đây hơn một năm, tức là khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, cuối năm 2021 gần Tết. Lúc đó là dịch bệnh nó cũng văn vãn. Có một cái gia đình ở dưới Hà Nội, gia đình ốm đau quặt quẹo ra. Hết vợ đến chồng, hết chồng đến con, có nghĩa là trong gia đình bốn người cứ thay nhau mà ốm. À, lúc nào cũng có người ốm. Mà từ khi chuyển về cái nhà mới đó một cái là ốm. Còn ngày xưa ở nhà cũ thì không sao, mua cái nhà mới ở gần chỗ Mỹ Đình ấy. Chuyển về nhà mới một cái là bắt đầu về một cái là ốm quặt quẹo, cứ hết chồng đến vợ rồi lại đến con, cứ thay nhau như vậy. Thế xong gia đình mới chữa, chạy bác sĩ thì bác sĩ bảo chả có bệnh gì. Cứ ốm thì đi khám bác sĩ, bác sĩ khám không ra bệnh gì, xét nghiệm không ra bệnh gì, nhưng mà nó cứ ốm thế thôi. Hết người này đến người khác cứ thay nhau. Thậm chí là cái đứa con trai lớn nó lại còn có cái hiện tượng là muốn trầm cảm nữa cơ. Nó tiệm cận với cái trầm cảm nữa. Có nghĩa là tự nhiên nó ốm nhiều quá, nó không muốn tiếp xúc với ai. Đấy. Đi học thì không đi được đều, cho nên gần như là đến cái giai đoạn gần cái lúc cái trầm cảm mất rồi. Thế gia đình mới nhờ người quen điện cho thầy. Phật tử này có hay đi chùa khác thì không phải đi chùa nhà mình, đi cái chùa ở dưới Hà Nội ạ. À, theo sư chùa của sư thầy Ni ở dưới đó. Thế thì nhờ người quen điện cho thầy, nhờ thầy, nhưng lúc đó thầy bà đang dịch nó vẫn chưa hết, nhưng mà nhờ người quen cho nên thầy cũng cố gắng xuống giúp cho. Các vị biết xoay lại mỗi cái bếp thôi, xoay lại cứ hướng bếp thôi, mà cái một vài ngày sau mà cái là gia đình là ổn định. Thế là cho đến hôm nay đó là hơn năm nay rồi. Đầu năm lên dự pháp hội đây bảo là bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Từ khi thầy giúp nhà con quay lại cái bếp, một cái gia đình con là khỏe mạnh bình thường, làm ăn bình thường, không ai ốm đau nữa. Đấy, cho nên chúng ta đừng có vội vàng mà nói là gì phong thủy là mê tín dị đoan. Phong thủy là một cái môn khoa học. Ngày xưa vì sao chúng tôi lúc đầu cũng không tin đâu, nhưng mà sau này đi thị giả cụ của tổ chủ hương ấy, chúng tôi mới thấy có nhiều cái hay lắm. Đặc biệt là những cái gia đình mà bán hàng ấy, kinh doanh ấy. Có nhà người ta đến, người ta kể với hòa thượng là ngày đó hòa thượng với thượng tọa thôi. Người ta bạch thượng tọa là gia đình nhà con làm sao khi mở cửa hàng dạo trước thì bán được. Nhưng từ hôm có một cái người ta đến mua xong người ta
mua hàng á, xong nhưng mà xong rồi người ta không mua và người ta nói cái gì đó, xong người ta chửi nhà con. Xong từ hôm đó đến giờ là khách không có đến hàng mua hàng, thế mới hay chứ này. Mà trước thì rất đông khách, mà từ cái hôm cái vị đó về mà cái là nó xảy ra cái chuyện đó là gần như không có khách. Mà rõ ràng nhà ở mặt phố, số đẹp, nơi đông người, nhưng mà khách tự nhiên lại giảm đi phải đến 80-90%, leo tèo ra vào nữa thôi. Thế đến bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, thế thượng tọa bấm bấm vào tay này, cụ bấm bấm cái tay này xong rồi bắt đầu cụ ấy bảo thì nhà đang có vấn đề rồi. Thế là cụ bảo đi ngay. Thì hôm đó thì tôi đang học ở chỗ trường Mô Lao á, thế xong rồi đó thì cụ bảo đang ngồi đọc sách đấy, cụ vẫy lại cụ này đi theo tao. Thế đi thị giả ra, cụ lấy la bàn đó cụ xem, xong rồi cụ bảo cái nhà này này làm ăn kinh doanh buôn bán này, cụ bấm vào cái mệnh của cái chủ nhà đó, xong cụ chiếu cái la bàn, cái đèn pin nhỏ nhỏ, đèn pin nhỏ nhỏ, nó rất là nhỏ, nhỏ xíu bằng đầu ngón tay đấy. Cụ chiếu vào cái góc sinh, mệnh sinh khí của cái chủ nhà đó, cụ bảo treo cho cái bóng điện vào đấy. Treo cái bóng điện đỏ đỏ, bóng điện bóng nhót, ngày xưa đóng treo cái bóng điện bóng nhót đó. Cụ bảo treo vào đó. 3 ngày hôm sau, người ta đến, người ta lễ tạ, cụ xì sụp cho người ta, phải cụ đúng là từ khi mà xong cụ về cụ bảo chúng con, họ thượng tọa bảo chúng con làm xong một cái thì khách lại trở lại như cũ mà thậm chí còn nhiều hơn. Đấy. Nhưng tất nhiên, đấy là cụ làm có thể mọi người được như thế, nhưng tôi làm chưa chắc là được, hoặc là mình tự làm chưa chắc là được. Các chủ ngày xưa nói là gì? Phúc chủ, lộc gì? Lộc thầy. Đấy. Thượng tọa bảo thì được, cụ bảo thì được, nhưng chúng ta bảo có khi lại không được. Nó lại thế cơ. Chính vì vậy các cụ mới nói là phúc chủ lộc thầy lại như thế. Cũng là người thầy đến bảo đúng như thế, nhưng người thầy này bảo thì gì? Gia đình lại phát. Còn người thầy kia bảo thì gì? Gia đình lại vẫn gì? Vẫn thế. Cho nên không phải là ai một câu nói, ai nói ra đúng chủ nhà cũng có thể được lợi lạc hết đâu. Tất nhiên, cái nền tảng của đạo đức Phật giáo của chúng ta, nhân quả, theo thuyết nhân quả Phật giáo của chúng ta, thì gia đình đó cũng phải là gia đình cơ bản. Gia đình gì mà gọi là mình trong Phật giáo chúng ta gọi là đoạn ác tu thiện đó, hay còn gọi là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, thì chúng ta mới hưởng được, hưởng cái phúc ấy, được sự gia trì của Tam Bảo, của Phật Pháp, của Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần ấy, vân vân. Thì không phải là đơn giản cứ làm tốt là được đâu. Còn phải cái phúc của, phúc phần của chúng ta gieo trồng hàng ngày trong cuộc sống này nữa. Đó. Cho nên Thầy mới nói với các quý vị là gì? Cái mặt phong thủy này nó là khoa học lại như thế. Vì ngày xưa đi theo cụ tổ chùa Hương, mà cụ tổ ngày xưa cụ làm, nhiều người chửi cụ lắm chứ. Xin lỗi các quý vị chứ. Thậm chí là Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày đó cụ cũng nói, cụ bảo là mê tín dị đoan. Đấy, nói cụ tổ chủ Hương là mê tín dị đoan. Đấy, cụ lên giảng cụ nói với chúng tôi mê tín dị đoan, phong thủy là mê tín dị đoan. Thực sự trong Phật giáo chúng ta thì Phật giáo của chúng ta thời Đức Phật thì Ngài không chủ thuyết về cái này. Thậm chí một vài bộ kinh ở trong Nikaya hay là kinh A Hàm, Đức Phật cũng chỉ dạy chúng ta không nên đắm chấp vào vấn đề đó. Nhưng chúng ta cứ đi sang Bồ Đề Đạo Tràng, rồi sang nơi Đức Phật đản sinh, và sang nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, và sang nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà, và một số nơi như Linh Thiếu Sơn, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, vân vân. Chúng ta đến những nơi đó, chúng ta cảm giác, ai đi rồi sẽ biết, cũng là những thánh địa của Đức Phật, đã từng cư trú, đã từng sinh ra, vân vân. Nhưng chúng ta đến những nơi đó, cảm giác hoàn toàn khác. Đến nơi đó, chúng ta đến nơi Lâm Tỳ Ni Ngài đản sinh á, mặc dù nắng Ấn Độ rất là nóng, nhưng chúng ta bắt đầu bước vào đó mà cái không khí nó dịu, mà nó mát, nó dễ chịu. Mà chúng ta ngồi chung quanh cái gần nơi Đức Phật đản sinh á, ở càng gần thì chúng ta thấy tâm càng an, và thấy á, nó mát mẻ mà rất dễ chịu. Nhưng càng ra xa một chút á, nó cứ oi bức mà nó cứ thế nào á. Mặc dầu nó chỉ có mấy cách xa khoảng 100-200 mét thôi các quý vị. Đó.
đến Bồ Đề Đạo Tràng cũng thế. Đấy. Rồi nơi Ngài cấp cô độc cúng dường mảnh đất để Ngài xây dựng tinh xá, đến nơi đó cũng thế. Cái nơi trung tâm, nơi cốc, nơi thất của Đức Phật và thất của Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên ở gần thì cái sinh khí nó khác. Ra xa một tí, thất các vị Thánh Tăng khác, xa một tí thì sinh khí cũng khác. Đó. Đấy. Đấy là những cái khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan nó bố láo đâu các quý vị. Cho nên cái này thì cứ học, cứ nghiên cứu, dần dần chúng ta mới thấy. Ở bên trường đại học Nalanda, đợt chúng tôi sang đó, thượng tọa Hoàng Hòa dẫn đi và thượng tọa giới thiệu nói là cái nơi đại học Nalanda này, ngày xưa một vị vua và một vị mình gọi như là tăng thống, tức là người đứng đồng của đứng đầu của giáo hội mình bây giờ như là Đức Pháp Chủ á, xây dựng cái học viện Nalanda đấy. Khi xây dựng đào xuống đó thì cái nơi đó gọi là cái đất nơi đó người ta gọi là cái long mạch, cái đất của có quan rắn thần. Đào xuống đó thì đào đứt cái long mạch. Thì tối lại cái vị vua đó nằm mộng thấy một cái giấc mơ của cái một vị thần đứng lên nói rằng đã đào, đã cắt đứt cổ của người ta. Đào đào để làm xây dựng đứt cái long mạch, đứt cổ người ta. Và người ta nói rằng rồi sau này sẽ bị cả nhà vua cũng như cả là chư tăng ở đó đều bị cái nạn. Và đúng mấy trăm năm sau là bị cái nạn mà Hồi giáo đến giết sạch kể cả vua tôi trong triều đình, rồi tăng ni Phật tử theo Phật giáo. Trong đại học Nalanda nói là hơn 30.000 tăng ni và học chúng đều bị giết hết. Chúng ta thấy khủng khiếp chứ. Mà vua, chúa quan lại, hoàng tộc cũng bị giết hết. Khi mà Hồi giáo thế kỷ thứ 12, 13 thâm nhập vào tấn công Ấn Độ đó và giết sạch, quét sạch. Đó. Đấy chính là gì? Là cái hậu họa, cái giấc mơ của cái vị nhà vua kia từ trước. Có cái điểm báo từ trước rồi. Đấy, cho nên đây thì cái chuyện nó đúng sai như thế nào thì đấy là chuyện của lịch sử, chuyện của cái mệnh, cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian. Chúng ta cũng không biết nó đúng, nó sai như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy đấy thì những câu chuyện. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện như là Cao Biền, đúng không? Vào chấn điểm và để cho người tài của Việt Nam chúng ta không thể phát được và chấn điểm các nơi. Khi lên tới Ba Vì Tản Viên Núi Tổ của Việt Nam chúng ta thì ba lần lên không thể lên tới được. Và lần thứ ba lên thì ông bị gì? Bị một trận mưa lớn. Và sau đó về thì bị bệnh thương hàn và về không bao lâu thì chết. Đó. Đấy, cho nên là nói với chúng ta là cái vấn đề phong thủy hay là Việt Nam chúng ta nghe sấm Trạng Trình, nghe chuyện Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chưa? Đó, mấy trăm năm trước Ngài dự đoán trước là sau này đến năm đấy, ngày đó, tháng đó thì có cái ông quan tên là gì đó sẽ gì? Sẽ phá nhà thờ của cụ ấy. À, mà phá nhà thờ thì không phá được mà còn phải làm lại cho cụ ấy to hơn. Đấy, các vị về tìm đọc câu chuyện đó mà xem. Đó, nếu mà không có cái chuyện này, tâm linh phong thủy như vậy thì làm gì các cụ có thể biết trước được như thế, vân vân. Cho nên cũng nói với chúng ta thôi, thì phàm phu chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh ra không may vào thời mạt pháp. Chúng ta cứ theo các cụ từ xưa truyền lại thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là tốt nhất. Đó. Cho nên ở đây để khuyên các Phật tử chúng ta thì chúng ta trước khi làm nhà, làm cửa thì chúng ta cũng nên nhờ các thầy xem qua cho về phong thủy đất cát, hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng thờ. Nhà cửa đất cát được theo mệnh chủ là tốt nhất, thuận theo hướng phong thủy của chủ nhà là tốt nhất. Không thì ít nhất cái hướng ban thờ. Sau đó là thứ hai là hướng bếp đun. Bếp đun là tính cái cửa bếp đấy nhé. Cứ thuận theo cái hướng mệnh sinh khí diên niên phục vị thiên y của mình đó là tốt.
Đó, sinh khí là hướng tốt nhất, diên niên phục vị thiên y cũng đều tốt cả. Còn bên kia là gì? Là lục sát, họa hại, hoang ốc, thọ tử ấy thì gì? Tránh nó đi. Đó, tránh nó đi. Cho nên ở đây thì nói là gì? Nói là cái sức khỏe và con cái là chủ về bếp. Tôi đang nói là bếp nó là chủ về sức khỏe của con cá. Đang kể câu chuyện cái nhà dưới Mỹ Đình chuyển về nhà mới như thế. Xuống tôi xem ấy, nhà cửa thì được cả hướng. Ban thờ cũng được, giường ngủ cũng được. Có một cái bếp thôi thì làm nó sai, nó vào cái hướng là họa hại. Vào hướng họa hại. Cho nên tôi bảo là đổi nó lại vào cái hướng diên niên. Đó. Và cái hướng diên niên thế là nó thuận theo cái hướng nhà, thuận theo nhà được hướng diên niên. Thế làm xong một cái 2-3 ngày sau, mấy ngày sau là cái khỏe dần cho đến gì năm hơn năm nay rồi là bình thường, không ai ốm đau trong nhà, mà thằng cu nó lại đi học bình thường trở lại rồi. Nó không có cái hiện tượng kiểu đơ như thế nữa. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng do phong thủy đất cát nhà cửa, mà có trường hợp là do tâm linh, có trường hợp là do gì, do bệnh tật, có trường hợp là do gì, nó chơi điện tử nhiều quá, nó thành gì, nó thành như thế. Thì cái trường hợp nó tùy bệnh để mà gì, cho thuốc. Cũng như chúng ta bị bệnh, có phải cứ bệnh là đến bệnh viện Bạch Mai là chữa được hết đâu, đúng không? Có những bệnh thì bệnh tim thì chúng ta đến bệnh viện tim mạch thì tốt hơn. Có những bệnh gì ung thư hay cái gì đó, chúng ta đến bệnh viện u biếu trung ương thì tốt hơn. Như bệnh viện gì, có những cái vấn đề ví dụ như là gì? Bà mẹ sinh đẻ thì phải đến viện gì, viện nhi trung ương thì tốt hơn, vân vân chẳng hạn, đại khái thế. Chứ không phải là cứ đến Bạch Mai là tốt hết. Tất nhiên trong các bệnh viện họ cũng có các phân khoa, nhưng người ta chuyên thì nó gì sẽ được đầu tư máy móc, có các giáo sư, các bác sĩ đầu ngành tập trung ở các bệnh viện đó thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, đại khái thế. Thì cái việc phong thủy đất cát nhà cửa chúng ta cũng tùy theo cái gì, gặp cái sự nào thì chúng ta làm việc ấy. Ví dụ như chúng ta mà gì bị bệnh thì chúng ta phải đi bác sĩ, chứ cứ bốc phong thủy hay là cứ đến chùa tụng kinh cũng không được đâu. Mà còn nếu bệnh do tâm linh mà tạo thành thì đi bác sĩ hoài cũng chẳng có khỏi được đâu. Lúc đó là phải gì? Nhờ các thầy, nhờ các sư hoặc nhờ các vị gì có biết về vấn đề tâm linh, họ lễ họ giải cho thì mới hết. Cái này chúng tôi đã chứng kiến nhiều và cũng đã giúp đỡ nhiều rồi, thấy cái điều đó. Cho nên ở đây nếu mà bếp mà sai với hướng chủ nhà, hoặc rằng trong gia đình thì có người ốm đau bệnh tật cái quạt quẹo suốt, hoặc là gì con cái sẽ hư. Đó. Nếu mà bếp mà sai với mệnh chủ nhà thì nếu gia đình đều khỏe mạnh hết thì con cái chắc chắn sẽ hư. Chúng tôi kinh nghiệm rất nhiều. Hơn 20 năm nay chúng tôi nhìn cái vấn đề đó giúp cho cũng khá nhiều người như thế. Khi mà sửa lại cho nó đúng một cái thì con cái, gia đình tự nhiên nó gì? Nó ổn định. Cho nên bếp cũng rất quan trọng. Cái thứ ba ở trong gia đình là đầu giường ngủ. Cái đầu giường ngủ nó phải cũng phải phù hợp với gì? Mệnh tương sinh của chủ nhà, của từng người ở trong nhà mình. Tức là chúng ta đông tứ trạch thì chúng ta cứ hướng đông, đông nam, chính bắc, quay đầu về bốn, một trong bốn hướng đó là gì? Là ổn, ngủ sẽ ngoan giấc, sẽ ổn hơn. Và tây tứ trạch thì cứ đầu về hướng tây, tây nam, tây bắc và chính bắc và tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là ổn, ngủ sẽ ngoan giấc. Đấy là về hướng đầu giường ngủ. Cái thứ ba là hướng gì? Hướng phòng tiếp khách. Chúng ta nên hướng về ngồi quay lưng về hướng xấu và hướng mặt về hướng tốt, gọi là tọa hung hướng cát, đó là tốt. Còn các cháu nó học hành cũng thế. Chúng ta cứ xem cha trong gì, bây giờ chúng ta cũng có thể tra được mà, lên mạng chúng ta tra vào là sinh năm bao, sinh nam sinh năm 1990, mệnh gì. Thì chúng ta vào đó, chúng ta vào cái mục ở trong đó họ sẽ trả lời là mệnh gì. Nhưng nhớ nhé, mệnh nó có cái mệnh phong thủy nó khác so với cái cung mệnh nhé. Bây giờ cung mệnh, ví dụ thầy sinh năm 1975, cung mệnh của thầy là gì? Đại khê thủy, tức là gì, là nước ở trong gì,
khe lớn, đại khe thủy là nước trong khe lớn, tức là mệnh thủy. Những cái mệnh đó nó chỉ xem về gì? Xem về tử vi, theo phong thủy học nó xem về tử vi, về xem về vận hạn trong năm như thế nào. Đấy là mệnh, đấy là mệnh tử vi, nói nôm na là xem để xem về tử vi. Nhưng còn mệnh về phong thủy á, thì thầy là gì? Là thuộc tây tứ trạch, chứ không phải thủy. Thủy thì nó là đông tứ trạch, còn thầy là mệnh kim là thuộc tây tứ trạch, đoài kim là tây tứ trạch. Đó, các vị xem trong trong đó nó nhớ nhé, nó khác nhau chỗ đó, không có lại nhầm. Một cái thì người ta chuyên xem về gì? Vận hạn, xem về ngày giờ xuất hành vân vân, người ta xem về cái mệnh kia. Còn về phong thủy, về mệnh vợ mệnh chồng để cưới xin gì gì vân vân, ABC gì đó, thì người ta lại xem về cái mệnh phong thủy. Đó. Cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được, không có thì tự xem lại nhầm lại. Không được thì lại bảo là ai bảo, là thầy Thịnh thì bảo, thì lại khổ oan cho tôi. Cho nên cái này đã bảo thì phải bảo hết, không bảo hết thì lại dễ oan cho thầy lắm. Đó, sau đến đấy cái hướng các cháu nó học hành cũng thế. Trước đây còn có một vài gia đình đến rồi cháu nhà con sau nó học nó không vào, nó tối tăm lắm thầy ạ. Thế tiện đường thì thầy rẽ qua nhà con để xem cho thế nào. Thế vào đưa cái la bàn ra xem cho, bảo thì thế này nó học làm sao được. Quay lại hướng kia kìa, quay lại hướng sinh khí cái kìa, hoặc hướng diên niên, hoặc hướng phục vị, hoặc hướng thiên y cái kìa là nó học được. Nhưng tốt nhất là hướng sinh khí, tìm cái hướng sinh khí của mệnh của cháu á, cho cháu nó gì, nó quay bàn, nó quay mặt về cái hướng đó nó học, mà thuận theo ở trong phòng nữa thì càng tốt, vừa hợp phong thủy vừa hợp với cái phòng nhà nữa thì càng tốt. Cho nên lúc thiết kế chúng ta phải thiết kế, chúng ta phải tính trước đi, xem đứa nào ở phòng nào, đứa con trai ở phòng này, đứa con gái ở phòng kia, mà nên quay giường thế nào và mặt hướng nào. À, như thế chúng ta tính trước đi là chúng ta thiết kế cái nhà nó rất là đẹp, cho từng đứa con ở trong nhà. Đấy, cái nhà tôi nói đấy, quay bảo quay mặt vào bàn đấy một cái, mấy tháng sau nó học khác hẳn, nó không trì trệ nữa, mà nó khỏe mạnh ra mọi cái. Cho nên ở đây thì đất cát nhà cửa ở đây, qua một cái câu hỏi của Phật tử này, thầy trả lời không chỉ cho một Phật tử này, mà cho rất nhiều các Phật tử chúng ta đang quan tâm đến cái vấn đề này. Thì cùng một câu hỏi chúng ta cùng được nghe luôn, cho nên nói hơi rộng như thế. Đấy, thì theo câu hỏi Phật tử này thì thầy khuyên là nên lấy hướng nhà, ban thờ ở đây, nên lấy ban thờ là để theo hướng con trai đi, cho nó thờ đi. Thờ Phật nên để vào hướng Nam, còn thờ ban thờ thần linh gia tiên là nên để hướng Tây, để cho hợp với chủ nhà. Bếp cũng vậy, về xem kiểm tra xem. Nếu mà hợp được với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc thì để nguyên, mà không thì phải xoay lại để cho gia đình sức khỏe và con cái nó tốt hơn. Và cụ Phật tử này cũng thế, xem cái đầu giường ngủ đã hợp mà. Như thầy nói chưa, Phật tử này nữ, cụ này là sinh năm 1948. 48 cộng 5 trừ 4, 48 cộng 5, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 53, 59, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Phật tử này cũng Tây Tứ Trạch, nhưng mà để ban thờ như thế là ốm là đúng thôi. Cả hai mẹ con đều Tây Tứ Trạch. Nếu được con trai thì được theo cụ này, được theo cụ này cũng là được con trai. Chuyển đi mà xem. Như phép màu có khi lại mạnh khỏe, tu tập tụng kinh lại hót như là gì, như lại vang như tiếng chuông, lại đọc kinh là sang sảng như tiếng chuông ngân. Phật tử này hỏi ý thứ hai là hỏi phần mộ. Gia đình con là trưởng chi, là cháu đích tôn, các ngôi mộ chưa quy tập được. Mộ cụ tổ chi, mộ cụ tổ chi mất 200 năm vẫn chưa cải cát và không biết ngày mất, nên cúng cụ vào ngày Thanh Minh. Năm 2019 xây mộ cho cụ hình chữ nhất. Đất trong mộ lún sâu, cỏ tranh mọc dày. Năm nay con muốn đổ thêm đất và lát trên mặt có được không? Thầy xem cho con ngày giờ làm. Giờ mới là tháng 2,
À, chắc là muốn làm vào cái ngày thanh minh nha, cũng được. Đổ đất thôi và lát, nhưng mà chúng ta nhớ nhé, xây mộ chúng ta phải để một cái lỗ thoát khí ở trên. Đừng có bao giờ bịt hết mộ kín đi. À, phải để một cái lỗ thoát khí ở trên khoảng độ 10, 15, 20 phân gì đó. À, chứ không được làm kín. Thì mình phải theo phong thủy và theo quan niệm các cụ ngày xưa là âm dương mà. Âm dương phải để thông khí, ông âm dương chứ đừng có bịt kín đi. Ngày xưa thì thường là chỉ đắp mộ đất thôi. Nhưng bây giờ thì mấy chục năm nay, trăm năm nay thì chúng ta mới có điều kiện mới đi xây, đi úp đá, đi ấy các thứ, vân vân. Nhiều gia đình xây úp ở trên cái chỗ đó là đặt cái bát hương vào, họ cho như thế là được. Không, đặt bát hương không đúng. Đặt bát hương vẫn phải để một cái gì, một cái lỗ tròn tròn hoặc vuông vuông 10, 15, 20 phân gì đó cho thoát xuống, cho khí nó thoát đi. Đó, âm dương, mình nói nôm na gì, xây nhà thì phải có gì? Phải để gì? Để gì? Để cửa. Xây nhà bịt bố hết cửa đi, có lối đâu mà vào, đúng không? Nhà to, nhà đẹp đến đâu mà có cửa vào, chúng ta có vào ở được không? Đấy, đấy chính là gì? Cái quan niệm của các cụ đấy chính là gì? Là cửa đấy. Đấy. Và đặc biệt, các vị mà nhớ là gì? Nếu gia đình dòng họ có điều kiện xây mồ, xây mả, xây nghĩa trang, cấm không bao giờ được khóa. Làm cửa cài lại thôi, không được khóa nhé. Cài thôi chứ không được khóa. Ở đây này, ngay Sơn Đông. Ngày xưa có một gia đình, các cụ Phật tử đấy cũng hay sang đây giúp đỡ thì rất nhiều. Con cái ở, con cháu ở nước ngoài gửi tiền về, xây toàn bộ lại mồ mả các cụ. Cái mộ cụ tổ xây to, và xây tường bao kiên cố, và làm cái cửa thế là đóng lại, khóa lại luôn để cho khỏi trẻ trâu nó vào gì, nó nghịch, nó vào nó viết bậy trong đấy mà. Đẹp, to đẹp thì trời mưa trời gió trẻ trâu nó vào nó ngồi trong đấy. Mà trẻ trâu thì chúng ta biết rồi, ai làm trẻ trâu thì ngày xưa chúng ta biết mà, ngứa chân ngứa tay lắm. À, thấy cái chỗ nào mà viết được thì cầm than rồi cầm ấy là viết ngay, cầm than, cầm gạch, cầm đá là viết lên nguệch ngoạc, nào là vẽ hình người, hình máy bay, hình đủ các thứ, rồi chữ nghĩa vân vân lên đó thể hiện. trẻ con mà thế. Cho nên là đóng lại, làm cửa sắt đó, mua khóa đóng lại. Đóng lại một cái trong cái gia đình, cái chi họ đấy gọi là liêu siêu, khủng khiếp luôn. Thế sau khi đi xem, đi cúng, đi bái bao nhiêu cũng không ổn. À, gần ngay đây nhưng mà không hỏi thầy, cúng bái không biết mất bao nhiêu tiền của. Nên cuối cùng đến thằng con trai bị chết đột tử. Thế ông cụ ấy nghĩ nhiều quá, ông cụ ấy kiểu như mất trí. Con cháu mới sang đây hỏi thầy. Thầy bảo về bỏ đi, bỏ ngay cái cổng sắt đi, gỡ ra bỏ ngay cổng sắt đi, không có được để như thế nữa. Thế là để ra một cái là dần dần vài tháng sau là cái chi họ đã dần dần cứ tốt dần lên. Thế ông cụ cũng khỏe dần ra. Tất nhiên không được là 100% như ngày xưa, nhưng mà lại đi xe đạp bình thường, đi các thứ bình thường được. Còn trước đây lẫn đến nỗi không biết đường về nhà, ăn cơm không biết đường mà ăn nữa. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh nó cũng không phải là đùa được đâu. Nó đơn, rất đơn giản thôi. Cái mộ các cụ mấy trăm năm rồi, xây lên đóng cửa khóa lại. Sau đó thì chi họ 4-5 người mất trong vòng chưa đầy một năm. Đang khỏe, đang mạnh, hai thanh niên đang trẻ khỏe, đứa thì tai nạn mất, đứa thì bệnh mất. Đang khỏe, không giải thích được. Cho nên chúng ta làm cái gì cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ, đặc biệt cái vấn đề liên quan đến mồ mả, đất cát, nhà cửa thì cũng nên theo quan điểm của thầy là cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, các cụ dạy rồi, chúng ta cứ thế mà gì? Y giáo phụng hành, cứ thế mà giữ gìn, cứ thế mà tuân thủ. Đừng có vội vàng tu được, học Phật được ba câu, ba chữ một cái đó gì đã gọi là vô thần, vô thánh, bán hết rồi, tất đi rồi. Cái mà gì người ta nói là gì? Phật Pháp á, thì không có vướng bận vào vấn đề
phong thủy hay là ngày giờ ở tốt xấu. Nhưng đấy là chỉ cho những người gì tu cao rồi, có công đức lớn rồi. Hoặc là mình nói nôm na như bậc thánh xuất thế rồi. À, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán nó trở lên rồi. À, thì các ngài mới không bị vướng bận vào những cái đó. Còn chúng ta phàm phu thì cứ giữ gìn được cái gì thì quý cái đó. Cho nên ở đây thì mộ phần ấy, gia đình Phật tử này hỏi thì thầy khuyên là làm được, cho đất vào thêm được, nhưng nếu lấy đất sạch ấy, đừng có lấy đất bẩn, đất phải lấy đất sạch. À, nếu mà cẩn thận đó thì về cái đất đó về chúng ta để chúng ta trì cho khoảng độ 21 biến chú đại bi hoặc 108 biến chú đại bi vào. À, cái công nước ở chung quanh chúng ta vẩy cái đất đó đi, xong nó bắt đầu chúng ta mới đem cho vào đó thì càng tốt nữa. Đó, về tâm linh thì càng tốt. Cái công năng của thần chú đại bi giải quyết rất nhiều vấn đề tâm linh các quý vị. À, cho nên làm được như thế thì cũng tốt thôi, cũng nên làm. Phật tử nó hỏi ý nữa là chồng con sinh năm 1947 Đinh Hợi, con tuổi Tí 1948, hai con trai Giáp Dần 74 và 81. Chồng con mất ngày mồng 3 Tết tại Đà Nẵng, tai nạn súng ngắn. Sau 9 năm đem hài cốt về an táng gần bố mẹ trong nghĩa địa. Mộ được xây tròn, xung quanh vẫn để cỏ. Nay con muốn lát gạch để hết cỏ, nhưng vì sợ ở dưới các vong nhi hoặc vong mất mộ, con xin thầy hướng dẫn cho con năm nay có làm được không và làm vào ngày giờ nào. Thường mồ mả này thì các cụ ở chúng ta, đặc biệt phía Bắc chúng ta thì ngày xưa là các cụ cứ để khoảng tầm tháng 10 trở đi, tháng 9, tháng 10 trở đi, lúc đó gọi là nó hết mùa mưa rồi, nó vào cái mùa thu rồi, hết sấm rồi. Các cụ có thể nói là hết sấm chớp rồi á, thì mới thường hay là mồ mả. Đấy là cái phong tục, cái tập quán. Chúng ta biết rồi thôi, theo phong tục tập quán ngày xưa các cụ làm như thế. Thì chúng ta nếu không có gì phải vội vàng thì để đến tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 trở đi, tháng 11 cho đến trước rằm tháng 12 âm lịch thì chúng ta làm cái đó thì nó sẽ tốt hơn. À, còn thì bình thường đầu xuân năm mới như thế này thì chúng ta thường thường là người ta không hay đụng đến cái đó, trừ những trường hợp là có người mất thì người ta hỏa thiêu xong người ta phải xây luôn thôi. Còn thì bình thường thì thôi, hoặc là trừ là nhà nước, hoặc là một cái trường hợp nào đó vì phải di chuyển mồ mả đất cát để trả lại đất mặt bằng cho nhà nước, hay là cho các doanh nghiệp, hay cho các hộ gia đình nào đó họ cần thiết để lấy cái quỹ đất đó để xây dựng công trình, các công trình phục vụ nhân sinh, vân vân. Chúng ta hoan hỷ thì chúng ta làm thì cũng được. Còn đang yên, đang lành mà dở ra làm đầu năm những cái việc như thế thì ngày xưa các cụ nói gì? Tránh đi. Các cụ nói là tránh đi. Đấy thì trường hợp này khuyên như vậy. Còn thôi, còn ngày giờ các thứ thì thôi cứ đến qua Pháp hội tháng 9. Pháp hội tháng 9 thì có Phật tử này hỏi thì lúc đó trả lời sau. Mà lúc đó làm sao về tu sửa xem lại cái bếp núc nhà cửa, ban thướng, ban thờ gia tiên ấy, thay đổi lại để khỏe mạnh, đến lúc đó có khi lại lên dự khóa lễ được.